Cát Tường và bác sĩ Tường chào tất cả quý vị đang đến với kênh YouTube của nha khoa Smart T, và đây sẽ là kênh cung cấp rất nhiều kiến thức về nha khoa. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyên mục là trả lời câu hỏi. Thì khi mà những video clip kia lên rồi thì có nhiều câu hỏi gửi về, trong đó sẽ có câu hỏi là cái implant nghe vậy thôi nhưng nó có đơn giản như nhổ răng hay không, và cái quy trình nó có phức tạp hay không, tốn nhiều thời gian hay không. Video clip này chúng tôi sẽ giải đáp nha. Đầu tiên thì mời bác sĩ Tường sẽ gửi lời chào, sau đó là nói về quy trình cái implant thế nào. Cảm ơn Cát Tường, chào tất cả các bạn. Thì rất vui hôm nay là được ngồi đây tiếp tục chia sẻ về chủ đề implant với các bạn. Thì câu hỏi của Cát Tường lúc nãy hỏi về cái quy trình cái implant như thế nào, có khác với nhổ răng hay không, thì câu trả lời tất nhiên là có. Implant nó là một cái kỹ thuật điều trị cao cấp, đòi hỏi phải chuẩn bị khá là nhiều thứ. Đương nhiên trước hết thì cái tình trạng của bệnh nhân trước khi cái implant nó phải tốt. Những cái vấn đề bệnh lý tổng quát, ví dụ như tim mạch, tiểu đường, huyết áp hoặc là những cái bệnh lý khác còn phải được báo cáo và kiểm tra một cách rất là kỹ lưỡng trước khi cái implant. Nếu mà tình trạng toàn thân các bạn ổn định thì tiếp tục ở cái giai đoạn khi mà thăm khám, bác sĩ sẽ kiểm tra và lên kế hoạch cái implant, xem thử là cái implant như thế nào, có cần phải ghép xương hay không, có cần phải điều chỉnh về mô mềm hoặc là điều chỉnh về những cái thứ khác hay không. Đó. Thì tiếp tục cái lần hẹn tiếp theo là sẽ lần phẫu thuật. Trong quá trình phẫu thuật thì bác sĩ sẽ cần phải kiểm soát quá trình vô khuẩn một cách triệt để đảm bảo cho cái chuyện implant nó tích hợp tốt nhất vào xương và không gây ra những cái biến chứng như là viêm nhiễm hay là nhiễm trùng hay này kia sau mổ. Sau đó thì khoảng từ 7 tới 10 ngày thì sẽ tái khám để đánh giá vết thương và các chỉ. Sau phẫu thuật khoảng tầm 2 tới 3 tháng, nếu mà trường hợp đơn giản thì sẽ phục hình trên implant. Còn nếu những cái trường hợp phức tạp hơn cần phải ghép xương thì cái thời gian nó sẽ kéo dài hơn, có thể là từ 6 tới 8 tháng thì bắt đầu mới phục hình cho những cái implant đó. Dạ. Vậy là quá nhiều lần chúng ta phải đến nha khoa khi mà mình quyết định làm implant. Vậy thì cái khoảng thời gian nó sẽ dao động chia theo trường hợp á, là nó sẽ dao động từ bao lâu đến bao lâu ạ? Thật sự nói như vậy thì có vẻ hơi phức tạp. Tuy nhiên thì những quá trình chuẩn bị hoặc là kiểm tra thì thông thường bác sĩ cũng đã kiểm tra ở phía sau. Còn những cái số lần mà các bạn tới để thật sự điều trị á, nó khoảng từ 2 tới 3 lần thôi. Một lần thăm khám ban đầu để lên kế hoạch, sau đó là tiếp theo cái lần phẫu thuật và cuối cùng là cắt chỉ. Sau đó một thời gian thì các bạn mới ghé lại phòng khám để có thể làm phục hình trên kim len đạt ấy. Thì nó sẽ đơn giản hơn. Nói chung là nó không phải quá phức tạp đâu. Tuy nhiên thì đối với những cái kỹ thuật mà đòi hỏi cái sự kỹ lưỡng thì những cái trường hợp mà thăm khám có vấn đề bất thường thì cũng nên báo sớm với bác sĩ điều trị để có thể theo dõi và xử lý một cách tốt nhất. Dạ. Và sau khi nghe bác sĩ Tường phân tích á, thì thoáng qua thôi có lẽ là chúng ta sẽ nghĩ là trời sao phức tạp vậy, đúng không? Nhưng mà không nha, chúng ta nghe kỹ từng bước bác sĩ phân tích, từ cái giai đoạn thăm khám đầu tiên rồi kiểm tra sức khỏe, sau đó là bác sĩ đánh giá về sức khỏe chung, rồi sau đó là hẹn lịch, lên kế hoạch cụ thể về cái lịch trình cấm cũng như là theo dõi. Thì các Tường thấy đó là sự vô cùng cần thiết, bởi vì chúng ta cần sự kỹ lưỡng và kế hoạch cụ thể theo dõi sát sao từ các bác sĩ có nhiều kinh nghiệm thì chúng ta mới an tâm giao hàm răng của mình để mà đưa một vật thể lạ vào, đúng không? Nếu như mà nói là có nơi làm chừng đến lần hai lần chắc cũng có, đúng không bác sĩ? Nhưng mà chắc gì đã an tâm đâu luôn ạ. Thật sự thì cũng có, hiện nay trên thế giới thì cũng có những cái quy trình khá là hiện đại khi mà áp dụng kỹ thuật số vào và có thể là cố gắng rút ngắn cái thời gian hẹn hoặc là thời gian làm việc ở tại phòng khám cho khách hàng. Tuy nhiên thì implant vẫn là một cái phẫu thuật kỹ thuật cao, và khi mà đã phẫu thuật thì đòi hỏi cái sự theo dõi và lên kế hoạch kỹ lưỡng, đồng thời cũng có cái sự gọi là trao đổi liên tục giữa bệnh nhân và bác sĩ để đảm bảo được một cái kết quả sau cùng tốt nhất. Đối với mình thì thông thường những cái lần hẹn đó là cần thiết để có thể mình trao đổi với khách hàng và mình đánh giá được cũng như là theo dõi được cái kết quả điều trị phẫu thuật của mình. Những thông tin mà bác sĩ Tường vừa cung cấp thì chúng ta rút ra được điều gì? Chúng ta cần phải có một người bác sĩ, một nơi mà có thể theo dõi chúng ta sát sao từ trước khi cấy, sau khi cấy và cả sau khi cấy xong, và kế hoạch cụ thể thế nào thì vẫn phải do người bác sĩ có nhiều kinh nghiệm đó quyết định cho bệnh nhân. Và nếu như bạn muốn cấy implant cho bản thân mình hoặc là người thân trong gia đình thì hãy nhớ là chúng ta tìm một nơi có bác sĩ nhiều kinh nghiệm.
uy tín để mình có thể trao gửi và mang lại sự yên tâm nhất cho chính bản thân mình. Còn bây giờ thì Cát Tường và bác sĩ Tường sẽ kết thúc clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip.